Nếu chưa bao giờ dùng kem chống nắng Nhật, hãy thử ngay 5 loại này vì 10 người dùng thì 9 người khen. Nếu bạn là người dùng tinh tế và đã quá quen thuộc với các hãng mỹ phẩm danh tiếng, đặc biệt yêu thích sản phẩm làm đẹp tới từ đất nước mặt trời mọc, thì chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua 5 loại kem chống nắng chất lượng miễn chê, giá cả hợp lý sau đây. 1. Shiseido Anessa Perfect UV Skincare Miel 50ml 540.000 đồng. Kem chống nắng Anessa màu vàng đã quá quen thuộc với ai yêu mỹ phẩm Nhật, đặc biệt là với làn da thiên dầu. Chất sữa thấm nhanh, lì, không loang lổ, cực kỳ nhẹ mặt. 50% thành phần của kem chống nắng này là các thành phần dưỡng da, giúp da mềm, mịn hơn, chống khô ráp, giữ ẩm và điều hòa da. Vì thế, bạn vừa có thể chống nắng, vừa chăm sóc da được tốt hơn. Công nghệ Aqua Booster EX bổ sung thêm tính năng chống ma sát, giúp lớp chống nắng bền bỉ hơn, chống nước tốt hơn. Tính năng Sand Drop ngăn cản cát dính vào da, tuyệt vời khi đi biển. 2. Kem chống nắng Omi Sunbe Strong Plus 30ml 130.000 đồng. Đây là một trong số những mẫu kem chống nắng ngon, bổ, rẻ được các cô gái săn đón nhiệt tình nhất ở Nhật Bản. Em Sunbe này rất an toàn cho da, không chứa cồn, thẩm thấu nhanh, không để lại vệt trắng. Bạn nào da thiên dầu sẽ cực kỳ yêu thích điều này. Bên cạnh đó, nó còn có khả năng chống nước, mồ hôi, bã nhờn cực vi diệu, dùng tốt cho cả mặt và body. Bạn có thể dùng cho da hàng ngày cũng như đi du lịch. Sunbe rất nhỏ gọn, tiện lợi khi mang theo. Kem chống nắng Omi Sunbe Strong Plus rất lì, phù hợp với mọi loại da, kể cả nhạy cảm, để lại cảm giác mát lạnh trên da như bạc hà. 3. Sữa dưỡng chống nắng Shiseido Aqua Label 50ml 320.000 đồng. Nếu bạn vốn dĩ đã sở hữu làn da ngăm đen hay không được trắng sáng như ý, muốn dùng kem chống nắng có thể làm da sáng lên một tông thì Shiseido Aqua Label sẽ làm bạn hài lòng. Sản phẩm này vừa có công dụng dưỡng da, vừa thay thế kem chống nắng, vừa có thể làm nốt. Thật đa công dụng phải không? Đặc biệt, nó không hề bóng nhờn, khô ngay tại chỗ, giúp da mềm mại, mượt mà, hương thơm nhẹ nhàng. Sản phẩm được chia làm 3 loại với 3 màu phân biệt khác nhau. Màu trắng, ngoài khả năng chống nắng nhiều giờ, còn có khả năng kiểm soát dầu cực tốt, thích hợp hoạt động ngoài trời nhiều. Màu xanh, vừa dưỡng da, vừa chống nắng, vừa có tác dụng làm trắng da. Màu đỏ, vừa chống nắng, vừa dưỡng ẩm tốt. 4. Obagi Multi Protect UV Emulsion 30ml 600.000 đồng. Sản phẩm chống nắng này có tác dụng thêm vitamin C giúp chống lại sự oxy hóa, làm trắng da, bảo vệ làn da và giúp làm mờ những đốm nâu. Ngoài ra, vitamin E trong sữa chống nắng này cũng giúp nâng cao hiệu quả bảo vệ da của vitamin C. Sữa chống nắng có kết cấu lỏng nhẹ, thấm khá nhanh và không gây nhờn rít, vừa có tác dụng chống nắng lại vừa có tác dụng làm sáng da như thế này thì chắc chắn đây sẽ là sản phẩm mà các nàng phải vội vàng mua ngay. 5. Kem chống nắng Shiseido Senka Mineral Water UV Gen 40ml 220.000 đồng. Kem chống nắng của Shiseido nổi tiếng là thấm nhanh, không nhờn dính, cảm giác dùng khá thoải mái. Dòng sản phẩm này có chứa cồn nhưng rất ít, mùi tinh dầu cam khá dễ chịu. Khi thoa xong, da có cảm giác mịn mượt, khô ráo. Với chỉ số chống nắng SPF 50 cộng, PA 3 cộng sẽ giúp bảo vệ da khỏi tia UVA và UVB. Cùng với đó, khả năng chống mồ hôi, bã nhờn tốt, kiềm dầu lại dễ tán, thấm nhanh, không để lại vệt trắng nên các nàng sẽ cực kỳ yêu thích. Sử dụng nguyên liệu nước giàu khoáng chất từ núi Phú Sĩ cho khả năng giữ ẩm tốt, không làm khô da, thân thiện với da. Chứa các loại bột phấn baby powder giúp làn da mịn mượt như da em bé sau khi sử dụng. Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh YouTube Em Đẹp TV nhé!